Đây là một tựa game mới dành cho những anh em Weeboo, mang tên là Siêu Anh Hùng Đại Chiến. Chắc chắn nhiều anh em thắc mắc là tại sao trên màn hình của Luffy mà lại gọi là Siêu Anh Hùng Đại Chiến. Thì câu trả lời, đây là một tựa game đa vũ trụ. Chúng ta có Ace, Sanji, Tatsumaki, Saitama, Sanemi, Mihawk, Ryu, Yuta, Gojo, Jotaro, Dio, Itachi, Son Goku, Enji, Vegeta, Yusuke, Gaara, Ivankov, Owak, Giyome và người yêu của mình, Hancock. Hiện tại tựa game này đang trong bản Alpha Test, thế cho nên ở trong phần thư tặng rất là nhiều quà luôn. Trời ơi, có cực kỳ là nhiều vé chiêu mộ cũng như là kim cương. Và nhiều kim cương với vé chiêu mộ để làm gì? Chắc chắn là chúng ta sẽ đi chiêu mộ thử để xem tỷ lệ ra tướng SR như thế nào anh em nhá. Bởi vì phẩm chất tướng ở trong này thì nó sẽ chia theo cao nhất là SR, tiếp theo thấp hơn là SR, tiếp theo thấp hơn nữa là bậc S, và tiếp theo là bậc A, cuối cùng là bậc B, cúi bắp anh em nhé. Ở trong phần chiêu mộ mình thấy là có lựa chọn được những cái vị tướng mà mình mong muốn. Thế thì ở trong danh sách này mình chỉ yêu thích thứ nhất là Ace, thứ hai là Mihawk, bởi vì mình chính là một fan One Piece chân chính đúng không anh em, nên mình sẽ lựa chọn hai vị tướng đó vào trong danh sách mong muốn của mình nha. Hy vọng rằng là với cái sự lựa chọn đấy thì cái tỷ lệ nó sẽ tăng lên và mình sẽ sở hữu được hai em tướng SR cực kỳ xịn sò này nha anh em ơi. Lần chiêu mộ đầu tiên thì mình chỉ nhận được một vị tướng SR mà thôi, Haomaru, vị tướng này mình không biết luôn á. Ở lần chiêu mộ thứ hai thì mình đã ra được chị đẹp Hancock rồi. Trời ơi, chị này có nhiều túi khí thực sự luôn, nên trông rất là an toàn anh em nhá. Vị tướng thứ ba mà mình sở hữu được đó chính là Shinobu ở trong bộ thanh gươm diệt quỷ. Ôi dồi ôi, vị tướng thứ tư mình sở hữu được là vị tướng SR, tuy nhiên lại là Ivankov, một vị tướng mà xấu nhất ở trong bộ One Piece luôn anh em à. Nếu như anh em mà cần vị tướng này thì mình cho luôn đấy, mình không thích tí nào đâu. Vị tướng tiếp theo mà mình nhận được lại cũng là một vị tướng SR mang tên là Ruger. Mình đếch biết vị tướng này luôn anh em ơi. Để mình xem vị tướng SR tiếp theo là ui ôi, Giyome. Wow, vị tướng này cực kỳ là mạnh ở bên bản thanh gươm diệt quỷ anh em nhá. Bây giờ sẽ là một phần cực kỳ quan trọng khi mà chúng ta đến với giao diện chiến đấu của tựa game này anh em ơi. Wow, đây là đồ họa 3D anh em ạ. Wow, và hiệu ứng skill của các vị tướng anh em có thể nhìn thấy rồi nha. Trời ơi, ngon. Được này anh em này. Wow, đây là ulti của vị tướng này. Mặc dù mình không biết tên là vị tướng gì, thế nhưng mà nhìn rất là nhiều túi khí cũng là ulti rất đẹp anh em nhá. Ok, bà Ivankov nhìn xấu thật nhưng mà đá đấm cũng ra gì mà là nọ phết. Luffy thuyền trưởng, đánh như nào. Doro, chém cân lực vào cho mình. Yome ở trong này thì đánh giá là một vị tướng phòng ngự anh em ạ. Ivankov thì cũng tương tự. Ôi, kẻ địch thì khá là mạnh nha. Ủa, và cứ một trưởng là một tướng mình đi này, bây giờ chỉ còn lại Hancock mà thôi. Xoáy đi. Đúng rồi, mặc váy mà là trồng cây chuối. Trời ơi, không thể tin được. Tiểu thư Hancock của mình mặc váy lại trồng cây chuối nhưng khá là mạnh nha, đã kết liễu được một thằng team bạn rồi. Kẻ địch bây giờ chỉ còn lại hai đứa mà thôi, hy vọng rằng là em Hancock của mình có thể kết liễu được nha. Zenitsu làm gì? Ái chà chà, cũng đau đấy nhưng không sao. Hancock của mình đánh còn đau hơn. Oh yeah, Ivankov đánh cũng không thấm cho lắm. Thôi, kẻ địch chỉ còn lại một chấm máu, Luffy. Đúng rồi. Ơ kìa, vẫn còn chấm máu. Ơ nhưng mà kẻ địch ngã xuống anh em ạ, cái hiệu ứng ngã nó hơi chậm một chút. Bây giờ thì, ui, bạo kích cực kỳ là khủng khiếp đến từ em Hancock anh em nha. Trời ơi, ngon lành cảnh đào quá đi. Khi chiến đấu xong này thì mình chắc chắn là sẽ nhận những phần thưởng, và bây giờ nhận luôn xem là cái gì, mảnh Saitama Pyjama luôn anh em ơi, tức là Saitama mặc bộ đồ ngủ nhá. Ở bên này thì có cả ải tinh anh nữa, chiến thử xem ải tinh anh nó có mạnh hơn ải thường là bao không anh em ơi. Chắc là mấy cái ải đầu này thì nó cũng không. Ui, cái gì đấy, Saitama Pyjama này anh em ơi, trông buồn ngủ thực sự luôn ạ. Và yếu xìu luôn khi mà mỗi vị tướng của mình cho một hit là em Pyjama Saitama nằm xuống luôn anh em nhá. Và bây giờ là mình gặp chùm rồi, đó chính là Frankie. Ok, nhưng mà nghe vẻ là cũng hơi yếu. Những cái ải đầu tiên này thì cái con boss này khá là yếu nha. Luffy đấm một trưởng thì Frankie phải nằm xuống luôn rồi. Vũ khí bí mật đâu? Úi giời, lôi ra đi. Một đội hình của mình thì có thể ra trận được 6 vị tướng nha anh em. Ở đây có một số cái búp nữa. Nếu như cùng phe phòng thủ này thì hai anh hùng sẽ được tăng 80% phòng ngự, còn tối đa 6 anh hùng sẽ tăng 50% phòng ngự anh em ạ. Kinh khủng thực sự luôn á. Tương tự như thế, anh hùng mà hệ kiên định thì anh em có thể nhìn thấy là tăng cực kỳ nhiều điểm hồi năng lượng nha. Và anh hùng tấn công thì cũng tương tự như vậy luôn. Hai anh hùng sau 4 lần hành động thì tăng 10% công kích, và 6 anh hùng cùng hệ tấn công thì sau 2 lần hành động là tăng 80% công kích. Và giả lập chơi game trên PC LD Player thì cũng vậy, tăng tốc loạt game lên đến 80%. Nếu như anh em nào muốn chơi game cực kỳ mượt và nhẹ trên PC thì có thể tải LD Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhá. Ở giai đoạn đầu game, nếu như chúng ta vượt ải thì sẽ được hoàn trả khá những cái vé chiêu mộ để có thể là chiêu mộ thêm nhiều vị tướng hơn anh em nhá. Nhận luôn 5 vé chiêu mộ anh hùng nè. Tinh anh thì sao? Cũng có luôn 3 vé này. Và nếu như anh em muốn kiếm thêm thật là nhiều vé chiêu mộ thì hoàn toàn có thể vào trong cái phần Let's Go. Ở trong cái phần quà thu thập thì mình thấy có, nếu như mà đủ bộ thành viên băng mũ rơm thì cũng sẽ có 5 cái vé chiêu mộ. Tương tự như thế, tổ hợp kiếm sĩ cũng sẽ có 3 vé chiêu mộ. Và tất cả những cái thành tựu ở đây thì anh em đều có thể kiếm được thêm những cái vé chiêu mộ nha, hỗ trợ cho chúng ta ở giai đoạn đầu đi chiêu mộ ở trong cái phần chiêu mộ cao cấp này. Đây rồi, ui giời ơi, Aokiji này anh em. Trời đất ơi, chán thế nhở, vẫn chưa thấy Ace cũng như là Mihawk của mình đâu cả.
Nhưng với kinh nghiệm chiêu mộ mấy trăm vé của mình thì chia sẻ với anh em là để chiêu mộ được vị tướng SR ở trong này á, cái tỷ lệ cũng càng phết đây anh em ạ. Chủ yếu ra dễ là mấy em tướng SR thôi. Còn SR cũng là một cái gì đó đấy. Đây là mình phải chiêu mộ mấy trăm vé thì mới ra được một vài em SR đấy anh em ơi. Nếu như anh em là dân cày chay á thì hoàn toàn có thể cân nhắc đến việc chơi tướng SR hoặc là tướng bậc S ở giai đoạn đầu nha. Bởi vì hai cấp bậc tướng này nó sẽ dễ kiếm hơn rất là nhiều đấy. À, để mình cho anh em xem cái cơ chế tăng sao ở trong này hay cực kỳ luôn anh em ơi. Chưa cần phải copy tướng ở giai đoạn đầu đâu, mà mình thấy là chỉ cần vứt vào đây những cái vị tướng bậc B thôi nè. Đó, từ 3 sao lên 4 sao rất là dễ luôn. Nhưng bắt đầu bước sang sao thứ 5 thì chúng ta sẽ cần phải copy của tướng đấy nha anh em ơi. Ở ngay trên đầu mình là cái giao diện khiêu chiến, để mình nhấn vào xem có cái gì nhá. Ở trong này thì có khiêu chiến phụ bản, có đảo thí luyện, có đội chiến này, có khiêu chiến ủy thác, có phòng luyện tập. Trời ơi, cũng có rất là nhiều những cái phần thưởng, nó đều thể hiện đây, có cả tướng này anh em này. Và rất nhiều những cái vật phẩm gì đó mà mình cũng chưa biết tác dụng là gì. Nhưng mà để mở được những cái ải này thì chúng ta cần phải cấp nhất định anh em. Cho nên ở giai đoạn đầu anh em cứ cắm mặt đi vượt ải là hợp lý đấy. Trong phần thi đấu thì chúng ta có đấu trường đánh người với người này, có thế giới, có đại hội võ thuật, có liên minh chiến nhà. Ai chà chà, cái này bắt đầu căng thẳng ở đây. Mình thấy phần thưởng có tướng cam này. Ô, cái phần đại hội võ thuật này có cả mảnh tướng đỏ là Ace. Wow, căng vậy sao. Mở khóa cấp 66 là tính năng dị giới. Dị giới thì có cái gì đây? Ôi trông bí hiểm thế. Nhưng mà mình cũng chưa biết mấy vật phẩm này là gì. Chắc là phải chờ đợi khi mà bản chính thức ra mắt, lúc đấy mình trải nghiệm rõ hơn thì mới biết phần quà nó là ngon hay là dở anh em nhá. À, có một cái này mình thấy hay hay là nếu như anh em không thích Luffy đứng ở đây mà anh em muốn chọn một chỉ huy khác vì là fan của bộ anime khác chẳng hạn, thì anh em có thể ấn vào mở rộng này, vào chỉ huy, sau đấy là lựa chọn chỉ huy yêu thích của mình nha. Ví dụ như mình chọn Genesu và ấn dùng một cái, thế là ra màn hình chính, Genesu sẽ đứng ở đây nha. Hehe. Không, ở trong phần mở rộng này thì có một tính năng là thư viện, nếu như chúng ta thu thập được tướng thì nhớ vào đây để nhận thưởng nhá. Ấn nhận ngay này. Đấy, được rất là nhiều kim cương nha anh em ơi. Ngon lành cái nào luôn á. Và trước khi kết thúc video thì mình sẽ vào đây để dùng kim cương chiêu mộ X10 nốt một lần còn lại để xem có ra được Ace hay là Mihawk hay không anh em nhá. Mua này. Mặc dù mình thiếu 7 vé nhưng có thể dùng kim cương để mua được. Đây là cái gì? Trời ơi, chả được cái quần què gì cả anh em ạ. Và theo ý kiến của anh em thì đây liệu có phải là một tựa game bom tấn khi mà nó ra mắt không hay là bom xịt, thì nhớ để lại comment ở bên dưới cho mình biết với nhá. Và đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như là cho mình xin một nút like để theo dõi nhiều thông tin hơn về tựa game siêu anh hùng đại chiến này nha. I was bad like Mike, now I'm good like Kendrick said, boy, we gon' be alright. I just doubled my price, yeah. I get love on sight, that's the only love I like. Now look at that, we nice. For all the ones who showed it, showed up with no motives. That fake love is so bogus, I don't take love from false owners. Don't respect those who promote it, on paper you look honest. On the outside, looking in. I'm sorry.